Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam đặt hàng quan tài giấy từ Sri Lanka giữa lúc tử vong lên cao. Truyền thông Sri Lanka vào hôm 24 tháng 9 cho biết hai container chứa 1.200 quan tài bằng giấy cắt thông mà Việt Nam đặt hàng vừa được vận chuyển về Việt Nam giữa bối cảnh làn sóng dịch thứ tư bùng phát khiến cho số ca tử vong tại Việt Nam tăng đột biến hơn cả tỷ lệ tử vong vì Covid trên toàn thế giới. Điều này dẫn đến nhu cầu về quan tài tăng chóng mặt, không đủ và cần phải nhập thêm quan tài. Hợp đồng mua bán quan tài giấy là kết quả của cuộc thảo luận giữa các quan chức của Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka, công ty Thero của Sri Lanka tại Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng Thành phố Lavinia của Sri Lanka. Tờ Daily Mirror cho hay, đây là hình ảnh quan tài giấy được sản xuất tại Colombo, Sri Lanka. Việt Nam là quốc gia đầu tiên đặt hàng mua quan tài giấy của Sri Lanka. Hợp đồng diễn ra giữa bối cảnh số ca tử vong vì COVID-19 tại Việt Nam tăng cao kể từ dịch bắt đầu từ cuối tháng 4. Theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam, cho đến nay đã có hơn 18.200 người Việt Nam bị tử vong vì COVID-19, chiếm tỷ lệ tới 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong COVID-19 trên toàn thế giới là chỉ có 2,1%. Số người chết nhiều đến nỗi phải xếp dần vào container đông lạnh để thiêu dần. Nếu tính từ đầu dịch cho đến nay, ngày 24 tháng 9, Việt Nam có 736.000 ca nhiễm, đứng thứ 46 trên tổng số 225 quốc gia và lãnh thổ. Và nếu xét về tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân thì Việt Nam đứng thứ 155 trên số 222 quốc gia trên vùng lãnh thổ. Với bình quân cứ 1 triệu người thì có 7.489 ca nhiễm. Truyền thông Sri Lanka dẫn lời người sáng lập dự án, Ủy viên Hội đồng Thành phố Pithaina cho biết dự án làm quan tài giấy được thực hiện trên danh nghĩa những bệnh nhân đã tử vong vì đại dịch COVID-19 nhằm cung cấp quan tài giá rẻ để bảo vệ môi trường. Dự án này nhằm mục đích cứu trợ những người không có khả năng mua những quan tài bằng gỗ thông thường có giá dao động từ 30.000 đến 40.000 rupee, tức là từ 400 cho đến 500 USD để chôn cất hoặc hỏa táng những người thân yêu của họ đã chết vì COVID-19. Tờ báo Daily Mirror đã dẫn lời ông Pitna cho biết như vậy. Những chiếc quan tài giấy có giá khoảng 5.000 rupee, tức là khoảng 1,5 triệu đồng Việt Nam, đã giúp cho thân nhân các nạn nhân COVID-19 tiết kiệm từ 5 đến 7 lần chi phí. Và việc này thì Việt Nam đang rất cần vì thiếu quan tài. Ngoài ra, theo những người sáng lập dự án của Sri Lanka, để làm một chiếc quan tài bằng gỗ cần phải chặt đi hai cây xanh. Do đó, việc sử dụng quan tài giấy ngày càng phổ biến ở Sri Lanka đã giúp nước này cứu hàng ngàn cây xanh và góp phần bảo vệ môi trường. Và giờ đây, tại Việt Nam, những quan tài giấy này cũng được nhập khẩn cấp về, cũng là để chôn cất người chết cho kịp. Đây là hình ảnh thi thể người chết vì COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh được cuốn bao ni lông mang đi. Rất nhiều người ngạc nhiên vì tỷ lệ tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh là gần 4%, quá cao so với thế giới. Thống kê số lượng người nhiễm COVID so sánh số tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 26 tháng 9 cho thấy tỷ lệ tử vong ở Thành phố Hồ Chí Minh là gần 4% và tỷ lệ tử vong này cao gấp đôi so với mức trung bình của thế giới. Nghĩa trang Bình Hưng Hòa là nơi thiêu xác nạn nhân hoạt động đã hết công suất, vẫn không kịp nên rất nhiều xác đã phải giữ lạnh trong các container đông xếp hàng để đảm bảo an toàn và vệ sinh và thiêu dần. Được biết, cứ 24 giờ trôi qua, thành phố trung bình có 240 người tử vong do COVID-19. Bí thư Nguyễn Văn Nên nói với báo giới vào hôm 16 tháng 8 vừa qua. Bình luận lãnh đạo Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong bối cảnh trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa tại quận Bình Tân dường như quá tải và hiện chỉ nhận hỏa táng những người dân tử vong vì COVID-19 mà thôi. Và công suất của trung tâm vào khoảng 200 ca mỗi ngày, nhưng số ca tử vong cao hơn nên dẫn tới trường hợp việc hỏa táng chậm trễ đôi chút. Trung tá Nguyễn Xuân Truyền, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân được thông báo điều tiết tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa cho biết như vậy. Cho cốt của người mất vì COVID-19 sau khi hỏa táng được đưa vào khu vực ghi thông tin, đóng hộp cắt tông đợi quân đội đến nhận. Sáng ngày 16 tháng 8 tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa thì bình quân mỗi ngày có khoảng 85 xe chở 395 áo quan chở thiêu đến trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Áp lực tại khu vực này hiện rất lớn, trung tá Truyền đã nói thêm như vậy.
Điều này có nghĩa là với trường hợp tử vong vì COVID-19 nhưng các dịch vụ mai táng, tức là nhà đòn quá tải, không nhận, thì lực lượng quân đội thuộc ban chỉ huy quân sự các quận huyện sẽ lo công tác khâm liệm và đưa đi hỏa táng. Quân đội sẽ lo khâm liệm đưa người mất vì COVID-19 đi hỏa táng khi nhà đòn quá tải. Đó là tựa đề một bài báo của báo Tuổi Trẻ được viết vào ngày 16 tháng 8 vừa qua. Đó là những ngày đau thương cho đất nước Việt Nam. Đây là hình ảnh gia đình đã vái lạy người thân qua đời trong cơn đại dịch. Hầu như không ai có thể tổ chức được lễ tang bình thường ở thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn vừa qua. Được biết, lực lượng công nhân tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 70 người và phân ca hoạt động 24/24. Theo Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, thực trạng quá tải trên có thể là nguyên nhân dẫn đến việc người ta đưa thi thể bệnh nhân tử vong vì COVID-19 ra ngoài địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để mai táng cho kịp. Truyền thông Việt Nam vào ngày 16 tháng 8 đưa tin một tài xế xe tải trong khoảng thời gian chưa đầy một ngày đã vận chuyển ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh 46 thi thể, trong đó có 41 thi thể của bệnh nhân COVID-19 về Bến Tre để hỏa táng trái phép. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 17 tháng 8 cũng cho biết thêm thông tin về điều tra ban đầu xác định tài xế xe tải chở 41 thi thể mắc COVID-19 từ thành phố Hồ Chí Minh về Bến Tre hỏa táng là lấy thi thể từ các nhà đòn. Và các nhà đòn này được các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh thuê để lo mai táng cho bệnh nhân tử vong do COVID-19. Tuy nhiên, do không xử lý kịp nên các nhà đòn chuyển tài xế chở thi thể người bệnh về Bến Tre để hỏa táng. Bài báo cũng cho biết thêm. Được biết, vào tuần trước, Đài VTC cũng có phóng sự mô tả Bộ Y tế Việt Nam ước tính các ca mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh có thể cao gấp 4-5 lần so với ghi nhận trong thực tế. Thống kê tử vong vì COVID-19 tại Việt Nam cũng là đề tài được bàn luận nhiều trong những ngày qua, với một số nhận xét rằng con số tử vong luôn bị né tránh trong những trường hợp tuyên truyền thông tin nhà nước khi các số ca tử vong nhiều và tăng rất nhanh. Nếu theo dõi thông tin về diễn biến COVID-19 trên các bản tin hàng ngày của VTV trong suốt đợt dịch vừa qua, bạn sẽ thường xuyên được cập nhật thông tin về số ca nhiễm mới, số liều vaccine đã được tiêm và số bệnh nhân đã khỏi bệnh. Duy chỉ có một thông tin bạn sẽ không bao giờ được nghe, đó là số người tử vong. Trang Luật Khoa Tạp Chí đã bình luận trong bài cuối tuần vừa qua như vậy. Đây là hình ảnh người phụ nữ bật khóc nức nở khi nhận được hũ tro cốt của người chồng. Trước khi chết, ông vẫn ngồi xe lăn đi xin cơm từ thiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Quan điểm này đã được nhà báo Đỗ Dũng từ California chia sẻ như sau. Người ta có thể nói là không giấu số tử vong, nhưng không để trên trang nhất các tờ báo. Phải lần vào trong mấy lớp mới tìm ra, thì kiểu để mà không nhìn thấy thì cũng chẳng khác gì là giấu cả. Ông Đỗ Dũng đã nói trong chương trình của trang Nửa Vòng Trái Đất mới đây như vậy. Và dịch vụ mai táng người chết vì COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua được thực hiện như thế nào là câu hỏi cũng được đặt ra. Với người chết ở bệnh viện sẽ báo cho cơ sở mai táng có hợp đồng để bên này xử lý. Nhân viên của cơ sở mai táng ăn ngủ tại bệnh viện và lo chọn gói gồm có việc như sau: khử khuẩn, tẩm liệm thi thể, quấn ni lông tử thi để chống lây nhiễm, sau đó cho thi thể vào một bao kéo kín, đưa vào quan tài. Quấn ni lông bao kín quanh quan tài, khử khuẩn quan tài. Đưa quan tài đến địa chỉ hỏa táng, thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ định là Bình Hưng Hòa, đảm nhiệm toàn bộ các cơ sở hỏa táng tư nhân không làm. Và thay mặt người thân lấy thông tin người qua đời, đi rửa hình, ép hình, làm lắc, tức là tấm mica dán trên hũ tro cốt ghi tên tuổi, tôn giáo, ngày sinh, ngày mất. Và chọn hũ đựng tro cốt theo yêu cầu của gia đình. Người theo Công giáo chọn hũ có thánh giá, người theo Phật chọn hũ hoa sen, hũ sành sứ hay đá, màu gì đó. Và nhận tro cốt từ Bình Hưng Hòa vào hũ từng người đem trả lại gia đình. Lưu ý, Bình Hưng Hòa chỉ hỏa táng chứ không vào hũ và cũng không cung cấp hũ. Xe chở quan tài chờ khoảng 40 tiếng mới đến được cổng của Bình Hưng Hòa. Đây là thời kỳ gian nan và khó khăn đối với những nhà đòn, cũng như số tử vong tăng quá là nhanh như vậy. Đây là hình ảnh xe nhà đòn trước cổng nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Những ngày gần đây, mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh có hơn 300 người qua đời vì COVID-19. Cộng với tất cả những trường hợp qua đời vì bệnh khác trong ngày thường có thể chôn cất, thì giờ cũng đều hỏa táng cả. Khả năng là Bình Hưng Hòa vốn chỉ đáp ứng cho nhu cầu ngày thường, bây giờ đã quá tải trầm trọng.
Lò thiêu quá tải thì tử thi phải xếp hàng chờ đến lượt. Trong khoảng một tuần nay, xe chở quan tài phải chờ khoảng 40 tiếng bên ngoài Bình Hương Hòa thì mới đến lượt đưa vào bên trong. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở mai táng đóng cửa không nhận các ca Covid vì áp lực tâm lý và sợ lây bệnh. Có những nhân viên, đạo tì và lái xe bỏ việc vì không chịu nổi môi trường, chịu áp lực tinh thần quá nặng nề, sợ lây bệnh và quá tải trầm trọng. Trong bệnh viện, bất cứ giờ nào cũng có thể có người qua đời vì Covid-19. Nhân viên cơ sở mai táng phải làm việc bất chấp giờ giấc để tẩm liệm bà con vì cảnh tượng thi thể trong phòng bệnh nhiều giờ không được tẩm liệm sẽ gây sợ hãi kinh hoàng cho những bệnh nhân khác. Tuy nhiên, do quá thiếu người nên vẫn xảy ra tình trạng có tử thi không được tẩm liệm kịp thời. Thực tế vô cùng khác với chỉ thị của lãnh đạo thành phố là phải xử lý trong 24 giờ. Và những đau buồn này sẽ tiếp tục tiếp nối trong thời gian tới khi Việt Nam chưa tiêm chủng đầy đủ vaccine để chống COVID-19. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Hai ngày 27 tháng 9 năm 2021 với bản tin Việt Nam đặt hàng quan tải giấy từ Sri Lanka giữa lúc tử vong vì COVID-19 tăng cao bất ngờ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.